vợ chồng muốn hòa thuận, tuyệt đối cấm đụng vào 6 thứ này của nhau. Nếu phạm phải, gia đình khó hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng muốn hòa thuận bền vững, cần phải tuân thủ những quy tắc nhất định. Nếu một trong hai người phạm phải, thì hôn nhân sẽ khó lòng hạnh phúc. Vợ chồng muốn có một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài, thì cần phải có kỹ năng để hòa hợp với nhau. Chỉ khi hòa hợp với nhau, thì tình cảm mới có thể nảy nở, thắm thiết, bền chặt. Những năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, khiến cho nhiều người mang một tâm lý sợ hãi hôn nhân. Nhưng trong thực tế, trong quá trình chung sống vợ chồng với nhau, có một số nguyên tắc then chốt mà bạn không nên chạm vào. Chỉ cần bạn tránh xa những điều cấm kỵ này, thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn, tình cảm sẽ bền vững, hôn nhân ổn định, hạnh phúc. Dưới đây là ranh giới đó mà các cặp vợ chồng không nên vi phạm. 1. Đánh vợ. Đàn ông to khỏe về thể chất, nếu đánh vợ mình, người yếu thế hơn sẽ giống như là sự đoạn tuyệt tình cảm với nhau. Quan hệ lúc này sẽ sứt mẻ, thậm chí có phụ nữ bởi vì không chịu nổi mà chia tay, đòi ly hôn. Cho dù sau đó nếu không ly hôn thì cũng sẽ để lại vết sẹo trong tình cảm. Nếu không thay đổi tính, đổi nết, nếu bạn đánh một lần, bạn có thể đánh lại lần hai. Chuyện cũ lặp đi lặp lại. Cho nên, dù thế nào, đàn ông cũng không được đánh vợ. Thứ hai, không được động chạm vào người thân của đối phương. Vợ chồng cãi nhau là một chuyện bình thường. Thậm chí có câu nói, giận mà thương. Mắng là vì muốn tốt lên, nhưng mà phải cẩn thận, đừng có mà động tới người thân của nhau, nhất là cha mẹ ruột của đối phương. Nếu bạn thậm chí còn mở lời mắng cha mẹ của nửa kia trong cuộc cãi vã, thì cho dù mối quan hệ có tốt tới đâu cũng không thể nào chịu đựng được. Sau vụ cãi vã này, hôn nhân sẽ khó lòng êm đẹp. Thứ ba, đừng vô lý, lúc nào cũng cho mình là đúng. Nói chung, khi cãi nhau sẽ có đúng có sai. Nhưng mà một số cặp đôi lại vô cùng cứng đầu. Không có ai chịu nhường ai một bước. Hai bên đâm đầu vào, cãi nhau, cãi chày cãi cối, không bao giờ chịu thua, không chịu nhún nhường gì cả. Cuối cùng cả hai bên đều chịu thiệt. Đối với một số người, họ thích sự mềm mại hơn là cứng rắn, thích nhẹ nhàng thay vì thô lỗ. Cho nên, dù lý do của bạn hợp lý tới đâu, đừng bao giờ quá cứng đầu. Thấy hợp lý thì cứ nhận, cũng đừng vô lý. Như vậy chỉ khiến cho đối phương thêm tức giận, cái mất nhiều hơn cái được, gây lộn và bất hòa. Thứ tư, luôn phủ định, coi thường đối phương. Không nên phủ nhận, coi thường đối phương khi có mâu thuẫn nhỏ. Càng không nên so sánh đối phương với người khác để phủ nhận công sức hay là đóng góp của họ cho gia đình. Đừng lúc nào cũng nói lời tiêu cực. Thường xuyên làm như vậy sẽ khiến cho đối phương không thể tha thứ hay chịu đựng được. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới đổ vỡ trong hôn nhân. Thứ năm, vạch trần điểm yếu của nhau. Ai cũng có những điểm yếu hay là sai lầm. Mọi người đều có nỗi niềm riêng của mình. Cũng có những điều bí mật mà bạn quan tâm, không muốn bị chỉ ra ở trước công chúng, lộ điểm yếu trước mặt người khác. Nhất là trong mối quan hệ vợ chồng, hai bạn cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Không có nên vì trong lúc tức giận, nóng nảy quá mà lợi dụng điểm yếu của nhau để mà vạch trần, để mà chê bai. Bởi vì nếu bạn làm như vậy sẽ làm rạn nứt tình vợ chồng, khiến cho đối phương ngày càng xa cách.
6. Lúc nào cũng dọa ly hôn. Có những cặp vợ chồng hễ cứ cãi nhau cái là bắt đầu nói tới chuyện ly hôn. Nhưng mà lại không biết rằng người xưa có câu tu trăm năm mới có duyên cùng chung một thuyền, tu nghìn năm mới có duyên ngủ cùng một giường. Làm phu thê, làm vợ chồng với nhau thực sự rất đáng quý. Nếu bạn cứ hễ một chút có bất hòa là bắt đầu lôi cái chuyện ly hôn ra thì điều này sẽ rất đáng buồn. Phản cảm và thậm chí có thể tự chuốc lấy thất bại. Vậy thì làm như thế nào để các cặp vợ chồng có thể hòa thuận để củng cố mối quan hệ bền chặt đây? 1. Hiểu biết lẫn nhau. Hai vợ chồng luôn cần có sự tôn trọng, thấu hiểu để chung sống hòa thuận, nhất là giữa vợ chồng giai đoạn đầu kết hôn. Bạn phải luôn suy nghĩ và đặt bản thân mình vào góc độ của đối phương, học cách quan tâm tới đối phương, giúp đỡ nhiệt tình khi đối phương bận. Đó chính là cách âm thầm hỗ trợ nửa kia của mình. 2, đừng cố kiểm soát người khác. Có người cho rằng vợ chồng không nên có bí mật gì cho nhau. Lúc nào cũng cần phải biết hoàn cảnh của nhau, thậm chí còn kiểm soát nhau nữa. Nhưng trong thực tế, điều này sẽ khiến cho đối phương khó thở, bí bách, áp lực. Từ đó muốn thoát ra ngoài khỏi tầm ảnh hưởng của mối quan hệ. Bạn cũng có thể cố gắng cho đối phương có đủ không gian để người ấy cảm thấy thoải mái. Điều này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ của mình. 3, quan tâm nhiều hơn. Mọi người muốn một ai đó quan tâm tới họ từ tận đáy lòng. Vì vậy, việc quan tâm nhiều hơn có thể khiến cho họ cảm thấy ấm áp hơn và khiến cho mối quan hệ bền chặt hơn. Tóm lại, các cặp đôi muốn sống hạnh phúc thì đều phải trang bị thật kỹ năng hòa hợp, và chỉ có cách thức đúng đắn mới có thể khiến cho mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng thấy đối phương nhường nhịn mà bản thân lấn tới. Con người suy cho cùng cũng đều có những ranh giới. Một khi hành vi của bạn vượt quá giới hạn thì tình cảm sẽ dần phai nhạt, cuối cùng dẫn tới ly hôn. 4 điểm yếu của đàn ông. Nếu vợ hiểu, thông cảm được thì chồng sẽ yêu trọn đời. Trong thực tế, con người không có ai là hoàn hảo. Ngay cả chính bản thân của bạn cũng có những khuyết điểm trên đó. Dưới đây là 4 yếu điểm của hầu hết đàn ông. Nếu một người phụ nữ hiểu được và thông cảm được thì sẽ được họ trân quý trong suốt cả cuộc đời. 1. Đàn ông cũng là những người dễ bị tổn thương. Nhiều người mặc định cho rằng là đàn ông thì phải rộng lượng, không được để ý quá tới nhiều, phải bao dung, tha thứ cho phụ nữ. Ngoài ra, họ là phái mạnh mà, vẫn phải thường thể hiện bản lĩnh, cái sự mạnh mẽ ra bên ngoài. Cho nên nhiều khi chúng ta quên mất rằng đàn ông họ cũng bị tổn thương đấy. Có khi chỉ cần một câu nói vô tâm của vợ cũng sẽ khiến chồng buồn bã. Đó là cảm xúc hết sức bình thường ở con người mà một người vợ tinh ý biết quan tâm đến tâm tư tình cảm của chồng hiếm khi phạm phải sai lầm này. Anh ta cũng sẽ cũng những lúc rơi vào chán nản, bế tắc, cần tới sự động viên, an ủi từ vợ. Nếu vợ chồng có thể luôn ở bên nhau những lúc như vậy, chắc chắn bạn sẽ là cô vợ dành trọn trái tim của chồng. 2, chồng bạn sẽ không được hoàn hảo như lúc đang yêu. Trong giai đoạn yêu đương, phần vì chúng ta không sống chung một nhà, phần vì ai cũng muốn bày ra điểm tốt trước mặt người yêu của mình. Bởi vì thế, có nhiều khuyết điểm ở chồng khi cưới về mới lộ ra rõ. Bạn hãy khoan thất vọng, cho rằng chồng lừa dối mình
hay là không còn yêu vợ như trước nữa. Trong thực tế, con người không có ai là hoàn hảo hết. Ngay chính bản thân bạn cũng có những khuyết điểm. Hãy chấp nhận điểm tốt, điểm xấu ở người bạn đời như một lẽ thường tình. Tất nhiên, điều này không vi phạm đến điểm mấu chốt, nguyên tắc của bạn. Trong quá trình sinh sống, vợ chồng sẽ cùng nhau điều chỉnh, dung hòa, thay đổi bản thân để hôn nhân trở nên êm ấm hơn. Thứ ba, không phải người đàn ông nào cũng khéo miệng. Ai cũng thích được nghe những lời ngọt ngào, được chồng bày tỏ tình cảm, hay là thốt lên những câu anh yêu em lãng mạn. Tuy nhiên trong thực tế, không phải người đàn ông nào cũng khéo miệng được như thế. Đàn ông họ là phái mạnh, họ thường ít nói hơn là làm. Bởi vì thế, cũng đừng buồn hay là trách chồng của mình không yêu mình nếu không nhận được những lời yêu thương thắm thiết như vậy. Hãy nhìn vào hành động cụ thể của anh ta để đánh giá tình cảm của chồng dành cho gia đình, dành cho vợ con. 4. Không phải người chồng nào cũng giỏi giải thích. Không có ít cô vợ than trời rằng vì trong nhiều cuộc cãi vã với chồng, chồng mình lại im lặng hay là nói rất ít để mặc cho vợ với những cảm xúc tiêu cực như vậy. Họ đánh giá chồng của mình không có tính xây dựng, không có muốn cùng vợ giải quyết vấn đề. Nhất là khi vợ có hiểu lầm, xong chồng lại không muốn giải thích hay nói nhiều về cái chuyện đó. Trong thực tế, khi không phải vậy, đàn ông thường không giỏi giải thích, dỗ dành hay là xoa dịu vợ mình. Họ không thích tranh luận, không thích cãi vã nhiều với phụ nữ. Họ đa phần hướng tới giải pháp cuối cùng cho vấn đề. Bởi vì vậy, không phải là chồng thờ ơ, mặc kệ vợ như chị em vẫn nghĩ, mà là bởi tính cách, lối tư duy của họ khác biệt với vợ mà thôi.